là xã còn nhiều khó khăn của thành phố Lào Cai. Song với nỗ lực của cấp ủy chính quyền, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Hợp Thành đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng đổi thay. Với 100% hộ dân là người Xa Phó, đời sống còn khó khăn. Nhưng khi được tuyên truyền vận động, bà con thôn Nậm Dịa đã tình nguyện hiến đất, góp công góp của để hoàn thiện hệ thống đường điện năng lượng mặt trời dài 5 km nối liền các thôn bản. Khi được bí thư chi bộ, trưởng thôn vận động thì chúng tôi ủng hộ ngay. Mỗi hộ đóng góp 70.000 để mua cát sỏi, xi măng, còn lại cột và đèn đã được hỗ trợ rồi. Chúng tôi đóng góp ngày công nữa, giờ đi buổi tối cũng yên tâm vì có điện rồi. Trước hết là những người đứng đầu thì phải gương mẫu trước, đảng viên. Cũng là khi mà làm đường thì nó cũng hiến đất rất là nhiều. Sau đó mình mới có cái cớ tuyên truyền cho nhân dân. Thì bà con nhân dân hiến đất rất là nhiều, mà tham gia ngày công thì rất là đồng tình ủng hộ luôn. Kiên cố hóa đường giao thông nông thôn cũng là kết quả nổi bật của xã Hợp Thành trong công tác vận động quần chúng. Năm 2021, nhân dân hiến hàng nghìn mét vuông đất, đóng góp hàng trăm ngày công lao động trị giá hàng tỷ đồng để hoàn thiện trên 4 km đường giao thông. Chúng tôi đã đi từng nhà để vận động các hộ tháo dỡ tường rào. Có 7 hộ để tháo tường rào. Thì qua quá trình đó thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi để được nhân dân đồng tình và ủng hộ để làm tuyến đường này. Cùng với đó, công tác xã hội hóa, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo cũng được địa phương quan tâm. Trong 2 năm 2020-2021, Hợp Thành đã huy động nguồn lực xây dựng 38 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Năm 2022, dự kiến 20 hộ nghèo nữa sẽ được hỗ trợ kinh phí làm nhà mới. Đó là những kết quả mà công tác tuyên vận, rồi công tác dân vận của cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là cả hệ thống chính trị tới nhân dân. Do vậy, những kết quả đạt được trong những năm qua là đáng khích lệ, đời sống tinh thần cũng như là vật chất của nhân dân được tăng lên, tỷ hộ nghèo đã giảm và hộ giàu thì tăng mạnh. Với 95% đồng bào dân tộc thiểu số, Hợp Thành vẫn giữ được nhiều bản sắc văn hóa truyền thống như nghề làm bánh, làm cốm, làm hương của người Giấy, thổ cẩm của người Xa Phó. Đây là tiền đề để địa phương phát triển du lịch, dịch vụ, thu hút du khách đến với các bản làng giàu truyền thống văn hóa ở xã vùng cao này.